Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp một cái sản phẩm, đó là cái bóp sạc nha các bạn. Cái bóp sạc này nè, nha, là bóp sạc này. Thì mình sẽ tiến hành mở ra cho anh em xem nha. Và mình cũng sẽ tiến hành là lắp ráp cái bóp sạc này luôn. Thì ở đây á, mình mua sản phẩm này các bạn ha, một cái bóp sạc và pin nha, và pin để mình lắp ráp. Trước tiên thì chúng ta nhìn trên hình dạng của cái sản phẩm này, nó là một cái bóp sạc mà cái mặt của nó là meca trong suốt luôn các bạn nha. Ở bên trong này nó sẽ có cái màn hình báo dung lượng pin nè, 25 50 75 100, đó. Các bạn thấy được không đó. Rồi ở phía dưới này nó có luôn một cái chỉ số, đây là chỉ số 100 nha các bạn ha. Có bóc sạc nó có chỉ số 200 nữa. Mình thì mình mua cái 100, nhưng mà thực ra nó có cái 200 nữa các bạn nha. Và cái phần 100 này, cái thông số này mình sẽ giới thiệu ở cuối phim nha các bạn, để khỏi mình sẽ nói lúc mình lắp pin luôn. Ở đây cái bóp sạc này, nó ngoài cái chức năng sạc ra bên ngoài á, nó còn có chức năng chiếu sáng nha các bạn. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có 8 cái bóng led, 1 2 3 4 5 6 7 8 nha. Thì những cái bóng led này nó sẽ cho cái cường độ sáng 3 bậc khác nhau nha, sáng mờ, rồi sáng trung bình và sáng tối đa. Và còn một cái đặc thù nữa là gì biết không, nó còn có chớp giống như chớp sinh nhanh nữa đó. Ở trong này các bạn thấy là linh kiện điện tử ở trong này ha. Đó, vì meca trong suốt cho nên là chúng ta thấy trong ruột luôn. Và đây là những cái sản phẩm của năm 2024 đối với là bóp sạc. Cái này là coi như dạng là mới trong năm 2024 nha các bạn. Chứ còn trước thì nó làm kính luôn, còn cái này bây giờ là làm trong suốt luôn nha các bạn. Nhìn rất là đẹp nha. Rồi nó cũng có bố trí cái quai sắt nữa nè. Đó, cái quai sắt luôn ha các bạn ha. Bây giờ thì ở phần trên này, phần trên này nè các bạn, phần trên này đó, để mình zoom qua một chút xíu cho các bạn thấy luôn. Đó, ở đây á, nó sẽ có hai cổng USB để mà đưa điện ra ngoài á, đưa điện từ trên bóp sạc ra ngoài á, để sạc cho điện thoại hay là sạc những thiết bị mà chúng ta cần sạc nha. Như vậy cái cổng này USB 1 này thì nó tương ứng là 5V 1A, còn cái cổng này á thì nó sạc nhanh hơn, 5V 2A nha các bạn. Đó, đây là cổng coi như là output, tức là lấy điện ra các bạn, lấy điện ra coi như là điện DC á nha. Rồi bây giờ ở dưới dưới này đó, thì ở dưới này thì chúng ta cũng có một cái nút nguồn, để mình zoom cho các bạn thấy luôn. Đó, một cái nút nguồn nè, ở giữa nè là nút tạm gọi nút power đi. Nút này sẽ là kích hoạt cho pin luôn đó. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà các cái đèn á, ở mặt trước nãy mình nói đó, các cái đèn này nè các bạn, đó, các cái đèn này nè, đó, đây, những cái đèn này nè, thì cái công tắc này điều hành luôn nha các bạn, đó, công tắc đó điều hành luôn, đó, để mình giữ lại. Như vậy là để cho sạc cho cái bóp sạc này
thì có hai cổng, cổng micro nha, cổng micro nè, là sạc vô nha, cái này là input nè, sạc cho bó sạc này. Nếu mà chúng ta không sạc cái cổng micro á, thì chúng ta sẽ sạc ở cổng tai si, ở sạc ở cổng tai si nha các bạn. Mặt sau bó sạc. Ở đây thì chúng ta có một pin, hai pin, ba pin, ha, một pin, hai pin, ba pin. Cái này âm nè, đầu này âm nè, và đầu này dương của dây pin 18650 nha các bạn. Đó. Ở phía sau này thì chúng ta có cái nắp đậy. Cái nắp đậy này nè các bạn. Và ở đây mình cũng nhắc luôn các bạn là lắp pin vô, test cho đàng hoàng xong thì mới lắp cái này luôn. Còn nếu bình thường là chưa nha các bạn. Tại vì nó lắp một cái là nó lắp kiên cố luôn, coi như là khó tháo lắm. Mấy cái chấu này nè các bạn, nó ăn không biết bao nhiêu chấu đó. Nè, nè, 1, 2, 3, bên đây là như thế là 6, 7, 8 nè, 9, 10 nè. Cho nên nếu mình đã lắp vô rồi là nó cậy ra cũng có thể nói là gãy hết mấy chấu chứ. Thành ra là các bạn phải chú ý ở cái điểm như vậy. Đó, rồi. Còn cái này là cái catalog nè. Đó. Catalog phần này là phần tiếng Trung nè. Phần này là phần tiếng Anh nè. Đó. Các bạn thấy được không? Như vậy thì nếu như mình biết tiếng Anh, tiếng Trung thì cái đó không nói. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mình không biết thì ở trên này nó vẫn còn. Cái ngôn ngữ hình ảnh. Thí dụ như ở đây nè. Đầu tiên nó để cho mình thấy gì? 18650 battery, tức là pin đó 18650, thì đó nó thuyết minh cho mình biết luôn rồi đó, đúng không? Rồi cái nữa nè, nó phân dấu đầu cực cho mình thấy nè, đây nè, âm nè, vô lò xo nè, dương nè, lên phía trên đó, nó để sẵn cho mình thấy luôn đó. Như vậy thì cái ngôn ngữ hình ảnh cũng giúp cho chúng ta biết nhiều ha các bạn ha. Rồi mình để xuống luôn. Ở đây thì một pin, hai pin, ba pin, và chúng ta sẽ sử dụng pin 18650. Ở đây là pin Panasonic. Pin Panasonic nha. Cái dung lượng pin này nó tương đối lớn nè các bạn. 6800 mAh. 6800 mAh. Như vậy là hai viên là nó đã hút 10000 mAh nha các bạn. Cho nên ở đây là 1, 2, 3. Nhưng mà mình chỉ lắp hai viên thôi nha các bạn. Lắp hai viên thôi. Rồi pin mình đã coi như tháo cái kiếng bảo vệ xong rồi, giấy bảo vệ xong rồi. Bây giờ dương pin này là dương pin 18650 nha các bạn. 18650. Mình sẽ đo cho các bạn biết luôn. Và pin này là pin bằng nha các bạn. Cũng 18650, nhưng mà nếu mà nó có đầu nhỏ lên đó là sẽ ráp không được nha các bạn. Ráp không được nha. Thì ở đây thì mình sẽ đo cho các bạn thấy luôn. Rồi mình tiến hành đo pin nha các bạn. Tại trời đang mưa nó hơi ồn một chút, xin thông cảm. Đây, đó. 18mm nè các bạn. Đây, 18mm nè. Đó. Rồi chiều dài nè. 35mm, chiều dài là 35mm nha. Và đây là pin 18650, tức là 18mm đường kính, 65mm là chiều dài, thêm một con số 0 nữa là cái ký hiệu của cái mặc định đó là pin tròn, pin trụ đó các bạn ha. Ha. Rồi. Bây giờ thì mình tiến hành lắp ráp nha các bạn. Như nãy mình nói là ba pin, một pin, hai pin, ba pin nè các bạn. Và mình chỉ muốn lắp là cái này là độ khoảng là 10000 mAh. Ha. Thì ở chỗ này có một cái nãy mình muốn nói cho các bạn hiểu luôn á. Đây.
cái số 100 này nè, cái số 100 này thực ra là nó còn hai con số 0 nằm phía sau nữa nha các bạn. Đó, ở mình đưa lên lần dần cho các bạn thấy nó còn nét không. Đó, là nó còn hai con số 0 nữa là mA, hay nói cách khác là 10.000 mA. Đó, mình muốn mua là cái 200 nè các bạn, nhưng mà gửi hàng thì nó có 100 à. Đó, thành ra là như vậy đó. Thì cái này cũng giải thích cho anh em nhớ luôn là cái số 100 thì là 100 thêm hai con số 0 nữa rồi tới mA. Đó, nhưng mà nếu mình mua hai số 200 thì là 20.000 mA nha các bạn. Đó, là như vậy, để nói để cho các bạn rõ. Lúc đầu mình nói để lắp pin đó, mình mới nói cho anh em luôn. Thành ra pin này là 6.000 mA nè, 6.800 mà thành ra dư rồi, cho nên mình chỉ cần lắp hai viên là đủ. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp nha các bạn. Đó, đây đầu âm nè, đầu dương nè, đầu dương vô đây nè, đầu âm đây. Đó, các bạn thấy được chưa? Đó, bây giờ tiến hành nè, lắp dương về trước nè. Đầu âm nó cũng ghi luôn, đầu dương có sẵn luôn. Đó, một viên nha các bạn. Rồi, tới viên thứ hai nè. Rồi, đầu âm nè, ở dưới này, đúng chưa? Đó, đầu dương đi đây, đây mình bật đây. Đó, vô viên thứ hai. Đó, là pin Panasonic luôn nha các bạn. Được chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ mình quay qua mặt trước nè. Đó, nó đang ngược đúng không? Mình xoay ngược trở lại. Đây, được chưa? Như nãy mình nói đó, ở phía dưới này á là toàn bộ là input, hay nói khác là sạc, là cho cái box sạc này là đường điện điện ngoài đưa vô nha các bạn. Thì ở đây là cổng micro này để sạc cho cái cục sạc này nè, mà nếu không sạc micro á thì sạc cho cái cổng tai si nha. Đó, tức là đưa điện vô sạc cho bản thân của cái box sạc này. Ở giữa này có một nút power nè, cái nút power này hay là on off cũng được. Ở đây nó ghi on off nè, để mình để cao cao lên cho các bạn thấy. Đó, nó lấy nét thì được chưa? Đó, thấy chưa? Đó, ở giữa là nút nguồn nè, ở bên trái là nút tai si, và ở bên phải là nút micro dùng để sạc cho cái box sạc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhấn vào nút này nè các bạn ha. Rồi các bạn xem nè, mình nhấn nè. Đó, như vậy là pin hiện nay là đạt 75% nha. Pin đạt 75%. Đó, bây giờ mình hướng dẫn luôn. Đây là kiểm tra dung lượng pin. Đó, là nó 25, 50, có 75. Đó, rồi đèn nè các bạn, đèn nè, nhấn duplicate cái nút nguồn nè. Đó, thấy chưa, đèn đang sáng mờ nha. Đèn led đang sáng mờ. Bây giờ muốn sáng hơn thì nhấn thêm một lần nữa. Đây, nhấn vô. Đó, nhấn xong chờ một giây hai giây là nó sẽ sáng trở lại, là sáng nhiều hơn nè, và sáng tối đa nè các bạn. Đó, đó, sáng tối đa đó, các bạn thấy không? Rồi, tiếp tục là sáng xi nhan nè. Đó, đẹp không? Đó, để báo hiệu. Đó, xi nhan nó cũng có hai kiểu đó, kiểu sáng nhanh, kiểu chớp nhanh, kiểu chớp chậm đó các bạn. Rồi, để hoàn tất, coi như là mình tắt đèn hay là nói chung là tắt nguồn luôn á, thì các bạn nhấn giữ cái nút nguồn khoảng
hai ba giây gì đại khái vậy đó. Nè, nó đang sáng nha, nhấn tắt nè, đó, giữ luôn 2-3 giây là tắt rồi, xong. Các bạn thấy được chưa? Đó. Rồi bây giờ mình thao tác lại lần nữa cho các bạn xem nè. Cái thứ nhất là nhấn một lần là để kiểm tra coi như là dung lượng pin đó, thấy chưa, 25, 50, 75, thấy không? Nhấn hai lần là mở đèn đó, đèn mờ nha, đó, đèn mờ đó, đúng chưa? Rồi nhấn tiếp là đèn sáng hơn nè, đèn sáng cái dạng trung bình nè, và nhấn một lần nữa là đó là sáng nhiều đó. Rồi tới xi nhan nè, đó chớp, thấy không? Như vậy là mình cần báo hiệu cái gì đó, thì mình cũng có thể sử dụng nó đó. Và xi nhan nó cũng có hai cái kiểu sáng khác nhau, kiểu sáng nhanh, kiểu sáng chớp chậm ấy, chớp nhanh chớp chậm. Đó. Rồi tới lúc tắt thì mình nhấn lúc bao nhấn on off, nó nhấn giữ 2 giây là tắt luôn, xong tắt hết nha. Và mình nhắc lại cho các bạn, 200 thì ở đây nó ở sau nó thêm hai con số 0 rất nhỏ, với lại mAh, có nghĩa là 20.000 mAh nha các bạn. Đó. Thì như vậy nếu mà với loại pin mình đang lắp đó, thì lắp 3 viên là đủ. Nhưng mà ở đây mình thấy vậy thôi, mình lắp có 2 viên thôi. Được chưa? Rồi, còn qua mặt sau nè, đó. Rồi, cái nắp này chúng ta đậy ha. Chúng ta đậy, nhưng mà như tôi đã nói, khoan đã, không có, tại vì nó chỉ đậy được có một lần duy nhất mà thôi. Nè, chứ ăn cháu rất là nhiều, nếu không là gãy cháu, tháo ra không được. Các bạn lưu ý chỗ đó, tháo ra là không được, tháo là coi như gãy cháu. Cái điều mình đáng tiếc là lẽ ra là họ nhà sản xuất á, mà sử dụng cái dạng bắt ốc á, thì xài bền hơn, tức là mình thoải mái tháo pin. Còn này hơi khó một chút ha. Rồi sau khi mình ráp vô sạc thử tải, sạc rồi sau đó chịu tải, nói chung là tất cả đều ổn rồi nha các bạn. Đây bây giờ mình nhấn lên cho các bạn nè, nó nguồn nè, đó pin là đầy đủ 100% đó ha. Và như vậy là nhắc lại để các bạn biết là sau khi kiểm sạc xong, thử tải xong nha, thì mình sẽ tiến hành mình lắp cái nắp nha các bạn, mới tiến hành lắp cái nắp. Thì cái phần mà test sạc cũng như là thử tải đó thì mình sẽ có cái video phía sau để cho các anh chị xem nha. Thì như vậy là sau khi kiểm xong thì bắt đầu là lắp cái nắp nha các bạn. Đây đó, cái nắp nè, đó pin trong nè, bây giờ mình mới lắp nè ha. Đó, mình lắp cho đúng chiều bên này nha, cái này còn đó. Đầu tiên là mình sẽ bấm bên này vô trước nè, ở dưới nè, như trước nè ha, các bạn thấy không? Rồi bấm cái chân này vô nè, đó 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 đó, nó khó vậy đó các bạn. Thành ra là mình mới nói với quý vị, anh chị, các bạn là kiểm đồ xong xíu hết trơn rồi mới bóp cái này đó, nó khó vậy đó. Đó, vô nha. Rồi đó, được chưa? Rồi xong, các bạn phải nhấn cái đầu, hai đầu này vô trở lại. Đó, như vậy là gì? Đầu tiên là chúng ta phải nhấn ngay hai giữa trước nha các bạn. Nhấn hai giữa này xong thì nhấn qua hai bên, nhấn dài ra, tức là nhấn dài về bên này rồi qua phía này, rồi sau đó bóp. Đó, bây giờ nó hình thành, nó định hình được là cái nó vô, nó cố định rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình thử lại cái nè, đó, thấy chưa? Rồi nhấn cái có đèn không? Đó, rồi đèn sáng tiếp, sáng tiếp, cứ nhấn tiếp, nhấn tiếp vậy thôi. Rồi nhấn cái nữa là tới xi nhan nè, đó
Rồi cuối cùng nhấn tắt thì nhấn giữ luôn nha các bạn, là tắt à. Đó, là xong hoàn chỉnh của cái sản phẩm của cái bốt sạc power bank nha các bạn, tự ráp. Đó thì quay lại cho các bạn để các bạn xem video, có thể tiến hành ráp cho mình một cái theo ý nha. Xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là video hữu ích cho anh em. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.